Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, con người hàng ngày hàng giờ tiếp nhận khối lượng lớn tin tức, tin đúng nhiều và tin xuyên tạc sự thật thì cũng không ít. Len lỏi vào các kênh thông tin ấy, lợi dụng diễn đàn mở cũng như sự lan truyền rộng với tốc độ nhanh của mạng Internet, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều cách thức với nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm bôi xấu nhân cách Hồ Chí Minh. Nhưng bôi nhọ làm sao được khi mà cả cuộc đời của người vô cùng trong sáng và mạnh mẽ, là tấm gương sáng không một chút bụi mờ, đã trở thành giá trị văn hóa, thẩm thấu một cách tự nhiên vào đời sống của người Việt Nam yêu nước. Nhân cách ấy còn vươn ra tầm thế giới, được người dân và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Những điều này là minh chứng mạnh mẽ nhất bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí một lần nữa nhận diện sự thật này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, không ai có thể phủ nhận tư tưởng và nhân cách của người đã trở thành những giá trị tiến bộ của thế giới. Không những là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam, mà còn là giá trị chung cho sự phát triển của nhân loại. Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của một dân tộc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người đã đóng góp về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam. Tư tưởng của người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Cuộc đời Hồ Chí Minh là một cuốn truyện chân thực của một biểu tượng về chân thiện mỹ mà bất cứ người chân chính nào cũng thấy xúc động và mong muốn hoàn thiện mình như thế. Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tạo nguồn cảm hứng cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo cho cách mạng Việt Nam một tính chất đặc biệt, khiến cách mạng Việt Nam không giống với các phong trào khác trên thế giới, bởi vì vị lãnh tụ này rất gần gũi với nhân dân. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Vì tâm nguyện ấy mà cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trọn vẹn dâng hiến cho Tổ quốc, nhân dân Việt Nam. Không chỉ là người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, người còn luôn dành tình cảm nồng hậu và sự chăm lo mọi bề đối với người lao động, đặc biệt là những người bị yếu thế trong cuộc sống. Người luôn gần dân, hiểu dân, vì dân, phấn đấu cho sự cường thịnh của dân tộc. Bác Hồ chính là một vị cha già đáng kính của dân tộc và là một người mở ra một kỷ nguyên độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam. Bác Hồ là một người vĩ đại. Bác đã đem đến cho đất nước Việt Nam mình một cuộc sống rất tốt đẹp. Bác quan tâm mọi người, không phân biệt là giới tính hay là nghề nghiệp hay là gì đó thì bác không phân biệt, bác luôn đối xử tốt với mọi người. Em cũng như là các thế hệ trẻ tại Đắk Nông thì rất là yêu quý bác và biết ơn công lao của bác đã tìm đường cống nước, tìm ra con đường giải phóng dân tộc để chúng em có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc ngày hôm nay. Vì vậy là chúng em hy vọng là mình có thể cố gắng phấn đấu, cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của bác đối với thế hệ trẻ. Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ tiêu biểu nhất trên thế giới, có cuộc sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Những đặc tính cao đẹp của con người chân chính như một lẽ tự nhiên. Trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Đất có bốn phương, đông tây nam bắc. Người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Trong cuộc đời bôn ba hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết bạn với rất nhiều người, tạo được sự đồng cảm, ủng hộ to lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam.
đó là những con người yêu hòa bình, chuộng tự do, dân chủ. Giữa họ và Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó bằng tình bạn thủy chung, nồng hậu suốt cuộc đời. Và cho đến tận ngày hôm nay, vẫn còn rất nhiều người dân, bạn bè quốc tế bày tỏ niềm yêu kính và sự trân quý đối với cuộc đời, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng sự sau sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về hình ảnh lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè quốc tế. Ngày 23 tháng 2 năm 1950, Raymond Dieng, một người con gái 17 tuổi, đã nằm trên đường ray xe lửa để ngăn đoàn tàu chở vũ khí và xe tăng sang phục vụ cuộc chiến của thực dân Pháp tại Việt Nam. Với bà, tình yêu dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam và đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thường trực. Tôi đã có một cơ hội rất lớn trong đời là được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh khi được mời tới Hà Nội để tham dự đại hội lần thứ 2 Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam vào tháng 10 năm 1956. Một buổi sáng, chúng tôi được mời đến nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Đó là niềm vui lớn xen lẫn nhiều cảm xúc. Chúng tôi hết sức ấn tượng. Ông mặc quần áo màu be, đi dép cao su, chòm râu bạc, đôi mắt tinh nhanh. Ông ôm hôn chúng tôi và gọi chúng tôi là con. Người tặng tôi một chiếc vòng bằng ngà voi và một chiếc đồng hồ cho chồng tôi. Thật sự rất xúc động. Từ đó, Raymond Dieng nhận mình là con của Bác Hồ. Không chỉ trên đất Pháp, nhiều nơi trên thế giới vẫn còn những tình yêu như thế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hình ảnh đón tiếp với cờ hoa, biểu ngữ dập trời và những cái ôm nồng hậu như thế này, mỗi khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Liên Xô, Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào là những minh chứng rõ nét cho sự ngưỡng mộ đối với một nhân cách cao đẹp như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với mỗi quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân qua, dấu ấn của người là vô cùng to lớn. Ở nước Nga vẫn còn rất nhiều những câu chuyện xúc động về người, những sự trân quý từ trái tim và nhiều sự ngưỡng mộ khác nữa từ mọi tầng lớp nhân dân Nga dành cho Hồ Chí Minh. Còn đây là triển lãm ảnh của nhà báo Wilfred Burchett tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Năm 1954, ở tuổi 43, Wilfred Burchett đặt chân đến Việt Nam và gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc, ngay trước trận Điện Biên Phủ. Trong suốt 3 thập kỷ liền, dấu chân ông đã in trên nhiều vùng đất Việt Nam suốt từ Bắc chí Nam và đã có nhiều lần gặp gỡ, làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã để lại trong ông nhiều ấn tượng đặc biệt, làm tăng thêm tình cảm của ông với đất nước và con người Việt Nam. Tôi đã được sinh ra tại Hà Nội năm 1955. Tôi đã được cha tôi truyền tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam và ấn tượng của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi được nuôi dưỡng từ những câu chuyện mà cha tôi nói và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chiến trường Việt Nam, về những cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, trong lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, trên lễ đài, hơn 50 nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao các nước trên thế giới từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin đến đặt vòng hoa chia buồn. Sự trân quý một nhân cách đã vượt qua mọi giới hạn không gian, thời gian và giai cấp. Và hiện nay, có rất nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam vì trân quý nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa được UNESCO công nhận. Tôi biết Hồ Chí Minh đã khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi cũng biết người dân Việt Nam, mọi thế hệ đều yêu mến, gọi ông là Bác Hồ. Tôi ngưỡng mộ ông. Tôi đã được nhìn thấy ngôi nhà giản dị với ao cá của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi thực sự thấy ngạc nhiên và cảm phục. Tôi nghe nhiều về Hồ Chí Minh qua sử sách và cả ở trường học của chúng tôi nữa. Một nhân cách cao đẹp, một vị lãnh tụ đã đưa cách mạng Việt Nam đến thành công. Đó là lý do vì sao ta gọi Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc. Có thể thấy không chỉ với hơn 90 triệu người dân Việt Nam mà đối với bạn bè quốc tế, Bác Hồ là một người kiệt xuất nhưng giản dị bằng cả trái tim mình,
lo cho đồng bào và vận mệnh nước nhà. Thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ, bất chấp những lời vu khống và bịa đặt, hình ảnh gần gũi và giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là tấm gương mẫu mực cho tất cả những ai có thiện chí trên thế giới. Những ngày gần đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua lập thành tích hướng về kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì trên mạng xã hội lại chia sẻ một số bài viết cũ, mới, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngôn từ sắc sược đã làm phẫn nộ trong lòng người dân Việt Nam và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Như bài viết Thiên tai âm nhạc Hồ Chí Minh của đối tượng có bút danh Dâu Bể Tang Thương, bài Lý chứng, bằng chứng chỉ ra Hồ Chí Minh đóng giả Nguyễn Ái Quốc của đối tượng Lê Nguyên, bài Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm của đối tượng Bảo Giang có nội dung nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ cắt ghép tài liệu, hình ảnh, dựng nên những nhân chứng giả để chứng minh cho điều họ viết, họ nói, tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, khiến người nghe hoang mang, nghi ngờ và có cả bức xúc. Là em đã có đọc rất là nhiều và em rất là bức xúc, nhưng mà chúng ta không nên like và share các bài viết ấy, vì các bài viết ấy là của thành phần ngoại bang, của thành phần các tổ chức xấu. Tìm hiểu trên mạng ấy rất là nhiều về những cái mà thông tin không chính xác về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Ví dụ như là Bác Hồ là dẫn dắt đất nước, là đi theo con đường tư bản. Khi mà nghe một thông tin thì cũng có một chút gì xao động, thắc mắc, không biết là đúng hay là sai. Nhưng mà thực chất ra thì kể cả trong lịch sử hay kể cả như những câu chuyện ở khi mà được nghe từ cụ Hồ, thì chúng ta hiểu rõ hơn về cụ Hồ, hiểu rõ hơn về những công ơn to lớn của cụ Hồ. Tất cả là đều được chứng minh từ cái kết quả, thành quả của đất nước ngày hôm nay. Với hành vi xuyên tạc, bôi nhọ nêu trên, nhiều đối tượng đã bị xử lý hình sự. Cuối năm 2018, Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử đối với bị cáo Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, trú tại khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng số 86 CTVKS của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, Bùi Mạnh Đồng sử dụng máy tính xách tay lên mạng để tải nhiều hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình ảnh của nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước về máy tính của Đồng. Sau đó, Đồng đánh chữ chèn vào những hình ảnh thành những bài viết có nội dung, lời lẽ xuyên tạc, vu khống, làm xấu nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Đồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và ăn năn hối hận những việc làm của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Bùi Mạnh Đồng thực hiện đã xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm mất uy tín của lãnh tụ, một số cá nhân nguyên là lãnh đạo và lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Mạnh Đồng 2 năm 6 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Những hành vi bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị nghiêm trị bởi pháp luật. Song song với đó, chính sự phẫn nộ, tỉnh táo, miễn nhiễm của người dân trước những thông tin xấu độc với những kẻ có mưu đồ đen tối này thực sự là một bản án nữa dành cho những đối tượng đã và đang có ý định vu khống, chống phá. Chúng ta phải giữ vững tinh thần lập trường và như cha ông đã đi trước ạ. Vì vậy là em nghĩ là mỗi người thì nên giữ cho mình những cái chính kiến riêng, nên tin tưởng vào đất nước, tin tưởng vào Bác. Vì vậy không nên nghiêng ngả theo những chiều hướng xấu đó, và đồng thời thì nên phải ra sức để phòng chống những cái lời xuyên tạc ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như là ảnh hưởng tới đất nước. Sự thật tự nó đã nói lên tất cả. Bản chất vấn đề luôn là cái bất biến. Nhân cách cao đẹp của Hồ Chí Minh
luôn trường tồn. Dù có bị xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa, thì nhân cách cao cả và sáng ngời của Hồ Chí Minh vẫn luôn hiện hữu với mọi người. Sự xuyên tạc nếu như có thu được theo một số người tự cho là thành công thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Những kẻ cố tình xuyên tạc đi ngược lại với sự thật thì cũng chẳng khác nào dùng bàn tay mà che mặt trời. Và chương trình Nhận diện sự thật tuần này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.